để các bạn thử xem hôm nay mình có đếm chất có bị lừa như tuần trước hay không còn đoạn đầu thì là những câu hỏi mức độ tương đối dễ các bạn trả lời thật nhanh khi để đưa ra câu hỏi thì cũng sẽ phân tích cho các bạn phân tích chậm thôi nhưng các bạn sẽ đưa ra ngay đáp án cho thầy các bạn có mừng cái đáp án của mình lại các bạn nhớ nhá đấy là cái cách mà chúng ta học ngày hôm nay hãy biến một cái buổi học này thành một cái bài kiểm tra online của các bạn các bạn tự đánh giá mình tự ghi lại những câu hỏi của mình xem mình đúng được bao nhiêu câu trên bao nhiêu câu và sau đó chúng ta tự tổng kết lại cuối cùng và so với tuần trước xem tuần này chúng ta có làm được nhiều hơn hay không và tất nhiên tuần này phải làm được nhiều hơn nhá đừng có như tuần trước mà chúng ta sai quá nhiều lần trước thầy tuần vừa rồi thì thấy các bạn sai nhiều lắm hầu như các bạn đều sai những câu hỏi đếm chất bởi vì đều bị mắc lừa những cái lỗi mà thầy đã cố tình thì cài vào đấy thì các bạn bị nhập được chưa vậy buổi học của chúng ta sẽ bắt đầu sau khoảng một phút nữa các bạn đừng quên like và share cái clip này chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ chuẩn bị cho thầy một tờ giấy bút hôm nay không cần máy tính các bạn nhé chúng ta sẽ không dùng đến máy tính trong buổi ngày hôm nay làm những câu hỏi trách nhiệm lý thuyết thôi. Rồi các bạn chuẩn bị cho thầy nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Nhiều bạn sẽ vào các bạn hỏi là cái đề này ở đâu? Cái đề này thầy đã có link xưa. Thì thầy sẽ trả lời luôn cho các bạn là sau khi buổi học kết thúc thì thầy sẽ gửi link cho các bạn. Bởi vì trong quá trình học thầy không muốn các bạn phân tán tư tưởng Thế nên chúng ta sẽ gửi link sau để các bạn tự làm lại giống như buổi học lần trước Những đề lý thuyết thì thầy sẽ làm như vậy Còn những đề tổng hợp có cả lý thuyết, có cả tính toán thì thầy sẽ gửi trước cho các bạn Còn chủ yếu nếu gặp cái đề đó thì buổi livestream sẽ là cái buổi để chữa cho các bạn thì bạn so sánh kết quả mà thôi Được chưa? Vậy các bạn nào thắc mắc không? Nếu không thì thắc mắc nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay buổi học ngày hôm nay Bằng hai phần lý thuyết Thì xin lỗi hai phần là vô cơ và hữu cơ Thì xem kẽ nhau Câu hỏi số 1 một câu hỏi mức độ nhận biết, tên gọi của cái chất hữu cơ trên bảng Thầy đưa ra là. Các bạn sẽ thấy rằng đây là thuộc loại este bởi vì có cái dạng là RCOO R'. Thầy chỉ lưu ý đúng một điều là hãy để ý xem đầu bài cho dạng là RCOO R' hay là ROOC R'. Bởi vì hai cách viết đó hoàn toàn ngược nhau. Nếu viết theo kiểu trên bảng là viết kiểu dễ thì các bạn sẽ có cái đuôi đằng sau này, này là đuôi của ancol. Khi gọi tên của este chúng ta luôn luôn gọi từ đuôi trước. Vậy ở đây chúng ta sẽ gọi là metin còn ở đầu chúng ta có cái nối đôi này là bắt nguồn từ axit acrylic. Do đó các bạn sẽ gọi kết hợp hai cái đấy lại chúng ta sẽ thu được là metin acrylate. Vậy đáp án chính xác ở đây thể chọn là đáp án B, metin acrylate. Một câu hỏi mức độ nhận biết thôi. có hỏi số 2 cũng dễ này, chất thuộc loại disaccharide là hiện giờ các bạn thi theo chương trình sách cơ bản do đó các bạn chỉ học một loại đi saccharide duy nhất thôi đó chính là saccharose còn ngoài ra nếu bạn học trong chương trình cách nâng cao các bạn sẽ thấy là còn một thằng nữa gọi tên là mantoser nhưng thằng này sẽ không xuất hiện trong đề thi vậy câu hỏi số 2 các bạn chọn đáp án c nhớ có mình lại đáp án của bạn nhé câu hỏi số 3 chất làm quý tím chuyển sang màu xanh là câu hỏi này cũng khá là quen thuộc trong đề thi quý tím chuyển đỏ quý tím chuyển xanh hoặc quý tím không chuyển màu Từ đây là mức độ dễ thế nên họ cũng chỉ đưa ra những chất dễ thôi ở đây thì có glycine này, alanin valin và lysin thế thì các bạn sẽ thấy rằng sẽ chỉ có một chất duy nhất trong cái đống amino acid này chuyển xanh được đó là lysine bởi vì trong phân tử của chúng có một nhóm COH và có đến hai nhóm nữa hai liệt vậy nhóm bazơ nhiều hơn vậy làm quỳ chuyển xanh đáp án d câu hỏi này khó khi đầu bài cho thêm một số muối và các bạn nhé bởi vì người ta sẽ yêu cầu các bạn nhớ được cái sự thủy phân của muối một số muối khi thủy phân thì sẽ cho vào môi trường axit và một số muối khi thủy phân sẽ cho vào môi trường bazơ các bạn xem lại kiến thức Câu hỏi số 4 cũng đơn giản Chất thuộc loại tơ nhân tạo là Chỉ lưu ý các bạn đúng một điều Nhân tạo ở đây có nghĩa là bán tổng hợp Một nửa nguồn gốc từ thiên nhiên và một nửa nguồn gốc do con người tạo ra Ở đây các bạn sẽ có ở đây chỉ là tơ acetat mà thôi Acetat lấy 50% nguồn gốc từ cellulose Và 50% còn lại do con người kéo sợi ra từ carbon disulfur Vậy câu hỏi số 4 thầy chọn đáp án D Những câu hỏi này rất nhanh Câu hỏi số 6 hiện tượng khi thêm vài giọt axit nitric và lòng trắng trứng thì các bạn thấy đây là hiện tượng đông tụ của protein khi tác dụng với một số axit mạnh và một số bazơ mạnh thế thì các bạn đã thấy hiện tượng ở đây là gì xuất hiện kết tủa màu vàng như thầy vừa nói lúc nãy là hiện tượng đông tụ protein còn cái hiện tượng mà màu tím ý, đấy là hiện tượng liên quan đến phản ứng màu biure không phải là hno 3 phản ứng màu biure là gặp của protein hay còn gọi là các loại peptide trừ đi peptide tạo à, tác dụng với cả co2 được chưa? Và vậy cái câu hỏi số 5 này thầy chọn đáp án A ngay, xuất hiện kết tổ màu vàng, hiện tượng đông tụ protein. Câu hỏi này dễ. Câu hỏi số 6 này, đây là câu hỏi mà đòi hỏi mức độ thông hiểu, tức là khó hơn một chút xíu thôi, nhưng thầy nghĩ rằng là không khó với các bạn. Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H8O2. Biết X ở đây có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc, công thức cấu tạo của X là câu hỏi này thêm có thể một dữ kiện nữa các bạn nhé. Biết rằng X là hợp chất hữu cơ đơn chức thầy thiếu từ đấy một điều cực kỳ quan trọng với các bạn cho chất hữu cơ đơn chức x có công thức như thế này thêm từ đơn chức. Bởi vì nếu thầy không có từ đơn chức ở đây thì đầu bài hoàn toàn có thể ra được một số hợp chất hữu cơ tạp chức mà cũng có thể tráng bạc được. Do đó có rất nhiều vậy câu hỏi này thầy thêm từ đơn chức nhé. Nếu các bạn nào còn nhớ tạp chức ở đây là gì không? Dạng này thì chúng ta có một tạp chức đó là một nhóm anehit và một nhóm ancol. Vậy thì loại là người đi rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ còn thể có thể là axit hoặc là este. Thế thì ở đây các bạn không thể là axit được, axit chỉ có đầu H thôi. Vậy buộc chúng ta phải là có este có dạng là HCOOR thì sẽ chán được bạc. Vậy các bạn sẽ có là HCOO. Ở đuôi các bạn có 3 còn 3C. Vậy chúng ta có hai kiểu, một là 3C nằm ngang. Với tên gọi là propin à, propin format hoặc các bạn sẽ có một trường hợp nữa là 3C nhưng chúng ta viết nhánh như thế này. Chúng ta gọi là isopropin format. Vậy với câu hỏi này các bạn chọn đáp án ứa ở đây chắc là thầy viết nhầm đáp án đấy nhá. Đáp án E các bạn. Thỉnh thoảng một số câu hỏi sai đáp án phải tỉnh táo nhé, Ví dụ câu hỏi này. 1344 là không đúng phải là 1 2, 3, Chắc thầy gõ nhầm một chút. Các bạn để ý câu hỏi này chúng ta sẽ có hai công thức thôi, đó chính là 2 ST có đầu H ở đây. Vậy tỉnh táo thầy một số câu hỏi mà sai đáp án. Các bạn viết lại đáp án của mình nhá. Đấy là câu hỏi số 6. Câu hỏi số 7 cũng lại là một câu hỏi về đồng phân. Cho các đồng phân amino acid mạch hở ứng với công thức C3H7O2N tham gia phản ứng trùng ngưng Thầy hỏi rằng là số lượng dipeptide tối đa thu được là Thầy cho các bạn câu này 30 giây Bởi vì câu hỏi này thầy nói cũng sẽ hơi lừa các bạn đấy C3H7O2N chúng ta vẽ ra được có tổng cộng bao nhiêu công thức cấu tạo các bạn Chúng ta sẽ có 3C này 1, 2, 3 Ở đây là amino acid do đó chúng ta phải là COOH ngoài cùng bên tay phải Vậy các bạn sẽ nói rằng là có hai công thức cấu tạo hay còn gọi là có hai amino acid. Một là NH2 ở trong, hai là NH2 ở ngoài. Và các bạn gọi là tổ hợp của hai amino acid lại thì các bạn sẽ thu được bốn dipeptide. Ví dụ đây thì gọi là A, đây là B đi. Chúng ta có AB này, BA này, AA và BB, đúng chưa? Vậy các bạn sẽ chọn đáp án là 4. Đúng không? Có bạn nào chọn khác đáp án 4 không? Liệu câu hỏi này thì có lừa không nhỉ? Hay thầy mới chỉ chiếu các bạn thôi. Nào các bạn xem. Liệu có bạn nào chọn khác đáp án D không? Thầy sẽ trả lời nhanh cho các bạn câu hỏi này. Đó là đáp án chính xác, phải là đáp án A. Chỉ có một dipeptide duy nhất. Tại sao lại chỉ có một dipeptide duy nhất bây giờ? Rõ ràng thầy có hai cái amino acid cơ mà. Vậy thì các bạn phải nhớ lại định nghĩa dipeptide. Dipeptide là gì? Peptide là phản ứng xảy ra tức là nó là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng các alpha amino acid Do đó thằng này là beta không được gọi là peptide Vậy các bạn nhớ nhé Cái từ d-peptide ở đây thấy đã lừa các bạn trong đấy rồi Buộc phải là alpha amino acid Vậy với câu hỏi này các bạn sẽ chỉ có một loại duy nhất là được tạo từ hai thằng này mà thôi Đúng chưa Đó, đấy là một câu hỏi tương đối lừa các bạn đấy Rất nhiều bạn sẽ chọn là bốn Nhưng thực ra đáp án lại là A Phải để ý cái từ ngữ của đầu bài Thầy nghĩ rằng hôm nay vẫn sẽ có nhiều câu lừa các bạn đâu Tỉnh táo hơn nhé Vậy câu hỏi số 7 để chọn đáp án A Để ý từ đi viết tít cho rồi Câu hỏi số 8 Đây lại là một câu hỏi Câu hỏi này thì đi thi sẽ mức độ tầm 7 điểm đây này Chất hữu cơ X mạch hở chứa đồng thời 3 nguyên tố CHO trong phân tử X có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc, Biết phân tử khối của X là 60 DVC Số công thức cấu tạo của X là Số công thức cấu tạo của X là à, vậy thì các bạn để ý là muốn trắng được bạc thì có khá là nhiều cách Hoặc là các bạn phải chứa nhóm CHO hoặc là các bạn phải có dạng đầu là có đầu là HCOR phẩy. chẳng nhẽ bây giờ mình xét hết những cái trường hợp này ra. Thế thì câu hỏi này thì sẽ không làm như vậy. Cho các bạn 10 giây các bạn xử lý trước. Xử 30 giây đi xem xử lý như thế nào. Thầy gợi ý là thầy sẽ không dùng hai cái kiểu như này đâu. Bởi vì viết như vậy nó cũng tương đối nhiều, thầy sẽ làm lên kiểu khác. Nhớ phân tử khối chúng ta là 60 DVC. 60 đơn vị carbon. Các bạn sẽ gặp một số trường hợp ví dụ như là 60 này, ví dụ như 74 này hoặc là ví dụ như các bạn gặp là 90. Đấy là một số trường hợp tương đối nhiều các bạn có thể hay gặp. 58 thì ít lắm. Vậy thì với 60 các bạn giải quyết như thế nào? Cách làm của thầy như sau? Đầu tiên thầy xét rằng ở đây muốn chán được bạc chắc chắn phải chứa nguyên tử oxy. Vậy thầy giả sử thằng này chứa một nguyên tử oxy. Nếu các bạn có một nguyên tử oxy các bạn sẽ có dạng là CXHIO. Cả thằng này phân tử khối bằng 60, vậy các bạn có thể tìm dễ dàng ra công thức là C3H mấy nhỉ? 3 x 12 là 36 36 thì là C3H8O rồi Đúng không? C3H8O Vậy C3H8O thì không thể là ăn đi hít được Thằng này chỉ có thể là ăn côn hoặc là ete thôi Vậy thằng này không chán được bạc Vậy loại luôn trường hợp này Tiếp tục các bạn cho O2 vào đây Các bạn sẽ có dạng là CXHIO2 Bằng 60 Vậy các bạn sẽ là là C2H4O2 Với C2H4O2 các bạn sẽ chỉ có một công thức trắng bạc duy nhất HCOOCH3 Đó, như bạn bảo là như thế này Nhưng C2H4O2 còn một công thức cấu tạo nữa Cũng trắng được bạc Bởi vì đầu bài này không hề có từ đơn chức các bạn nhé Hoàn toàn là tạp chức CH2CHO Và OH Vậy thằng này có xét đây cũng tráng bạc như bình thường Và khi các bạn thay o 3 vào đây thì không hợp lý nữa Bởi vì o 3 thì chẳng có khác nào cả Chẳng lẽ là CO3 không có chất đấy Vậy với câu hỏi này đáp án B là đáp án chính xác Hy vọng là sẽ có nhiều bạn làm được Và nhiều bạn tỉnh táo hơn ở cái chất hữu cơ thứ hai Đây người ta gọi là một chất cơ tạp chức Chất cơ tạp chức này các bạn chỉ gặp với C2 thôi Bởi vì C3 nhiều tạp chức quá nên người ta không cho đâu Vậy các bạn để ý cái từ ngữ có đơn trước hay không nhé Đấy là câu hỏi số 8 Mới số 8 thôi mà đã hơi lừa rồi đấy Tiếp tục câu hỏi số 9 Nào đếm chất Đếm nhận định Các bạn đọc nhận định đi rồi các bạn cho thầy biết đáp án trong câu hỏi này các bạn chọn đáp án nào Hy vọng là các bạn chọn nhanh Và chính xác Phải chính xác nhé còn nhanh Đôi khi là tốt nhưng mà nhanh mà không đúng thì cũng chẳng nhanh để làm gì cả Câu hỏi số 9 cho các nhận định sau về este và chất béo Câu hỏi này thầy hỏi về hai cái dữ kiện đấy, về cái chuyên đề este chất béo Thầy hỏi rằng là số nhận định chính xác là Bây giờ các bạn đọc từng nhận định cho thầy Một Chất béo là trieste của glycerol và các axit carboxylic Đọc về đây là thấy sai ngay rồi Bởi vì axit carboxylic là không đúng Có phải là trieste của glycerol và các axit béo Vậy thứ nhất sai Ý thứ hai thủy phân esten no lên chiếc mạch hở trong môi trường kiềm luôn thu được muối và ancol. Nhận định này là chính xác. Nhiều bạn bảo là bây giờ bây giờ thủy phân thu được anđehit, ceton hoặc là không có hai cái đấy thì sao hả thầy? Thầy trả lời luôn đã là no lên trước mạch hở thì luôn luôn có muối và ancol. Đúng không? Thì cái gốc của chúng luôn là gốc no rồi thì làm sao mà ra anđehit được? Vậy câu hỏi số 2 nhận định số 2 đúng. Nhận định số 3 chất béo không no là chất rắn ở điều kiện thường. Cái này nhận định này không đúng nhá. Chất béo chất béo không no là chất lỏng điều kiện thường chất béo rắn là mới là no nhá vậy các bạn lưu ý câu hỏi này là sai ý đây là sai ý cuối cùng đốt cháy hoàn toàn một ST mà thu được số mol CO2 bằng nước thì ST đó là ST no đơn trước mạch hở là chính xác CNH2NO2 vậy ở đây các bạn sẽ có hai nhận định đúng là 2 và 4 vậy đáp án thầy chọn là đáp án B thầy nghĩ câu hỏi nhiều bạn chọn được bởi vì toàn nhận định dễ à câu hỏi số 10 cho các nhận định sau về các bo hydrat Carbohydrate là chân dễ ăn điểm nhất Và các bạn phải lấy tuyệt đối cái điểm cái chương này nhé Thầy hỏi rằng là có bao nhiêu nhận định chính xác Cho các bạn đếm trước đấy Những câu hỏi này thầy muốn các bạn đếm trước Các bạn chọn được đáp án Sau đó thầy mới đưa đáp án của thầy ra Để các bạn so sánh Nào. Các bạn đã chọn được chưa Nếu chưa chọn được thì thầy cùng các bạn sẽ chọn Ở đây thầy vẫn hỏi là số nhận định chính xác Các bạn phải đọc câu hỏi trước A này Glucose và fructose đều có khả năng mất màu dịch brom Nhận định này là không đúng Bởi vì brom chính là cái hóa chất dùng để phân biệt hai chất này Bởi vì glu thì mất, còn fruct thì không Hai, saccharose bị thủy phân trong môi trường kiềm thu được, à, thu được glucose và fructose Nhận định này cũng không đúng Bởi vì saccharose hay nói chính xác là các loại carbohydrate các Chỉ bị thủy phân trong môi trường axit thôi Không bị thủy phân trong môi trường kiềm Vậy sai chỗ đấy 3. Tinh bột và CO có phân tử khối bằng nhau Cái này cũng không đúng Hôm trước chúng ta nói rồi Cái giá trị N khác nhau Thì phân tử khối cũng không bằng nhau được Cuối cùng khi đốt cháy các boi luôn thu được số mol CO2 bằng số mol nước À thế thì câu hỏi này thầy lừa các bạn đấy Câu hỏi này thầy lừa các bạn đấy Khi đốt cháy các boi luôn thu được số mol CO2 bằng số mol nước là không đúng Câu hỏi này không có nhận định là đúng cả Đáp án E Thầy nói rồi phải tỉnh táo lên nhá Biết đâu một câu hỏi nào đấy thầy cố tình cho sai đáp án nhỉ còn ở đây chắc là nếu muốn đúng đáp án thì sẽ hỏi là số nhận định không chính xác là Đúng không? Tỉnh táo lên thầy nói rồi, có thể đáp án thì lừa đấy Được chưa? Chứ phải thầy là sai đâu, thầy cố tình sai đấy Câu hỏi số 11 Cho các nhận định sau về amin, amino acid và protein Chuyển sang chuyên đề số 3 đấy Thầy lại hỏi rằng là số nhận định chính xác Tỉnh táo nhá Vậy câu hỏi này thầy đọc luôn và các bạn cùng nhận xét với thầy một các amino acid đều có số nguyên tử hydro là số lẻ nhận định này đúng hay sai các bạn các loại amino à không phải các loại amino acid các bạn học công trình có glycine là C2H7O2N lẻ này à, các bạn sang glycine à, alanine C3 à đâu C2H5 nhé alanine mới là C3H7O2N cũng lẻ sau đó các bạn tìm các loại ở chất khác hữu cơ khác thì như cũng hơi lẻ về amino acid nhưng thầy trả lời nhận định này là nhận định không chính xác Không chắc là lẻ Bởi vì muốn cái chất hữu cơ này mình có thể chứng minh được Lẻ hay chẵn hiro Phụ thuộc vào số lượng nguyên tử nitơ Hay chính xác là phụ thuộc vào nhóm amin Nếu nguyên tử nitơ chẵn Thì amin nó cũng chẵn hiro Và nếu nguyên tử hero lẻ Thì amin đó cũng sẽ lẻ vì hero Bởi vì nitơ là một nguyên tố có trị ba Hơi lẻ một chút Vậy nhận định số 1 là sai Có thể chẵn có thể lẻ Nhận định số 2 các amin đều làm quỳ tím chuyển màu xanh sai trừ amin thơm amin thơm tính bao giờ quá yếu điển hình như anilin không chuyển màu câu hỏi số 3 tất cả protein đều có phản ứng màu ure nhận định là đúng hay sai các bạn các bạn hãy bảo rằng là protein thì chắc gì nhỡ đâu nó là đi thì sao Chợ thầy trả lời rằng ý số 3 là đúng bởi vì protein có nghĩa là trên 50 gốc trên 50 gốc amin alpha amino acid rồi vậy làm gì có chuyện là đi được dipeptide là cái trường hợp gọi là oligopeptit này, dipeptit rồi mới đến protein. Protein là trên 50 góc rồi Nên kiểu gì cũng có phần màu biuret. Số 3 sai. Vậy mới có ở à đâu nãy giờ các bạn đều là sai hết đấy. Một sai này, hai sai, ba cũng sai. 4, khi thêm axit hoặc bazơ mạnh vào dịch protein để xảy ra hiện tượng đông tụ. Thầy vừa nói lúc nãy không? Nhận định này đúng đấy. Vậy chắc chắn câu hỏi này có đáp án đúng. 5, amino acid là hợp chất hữu cơ đa chức. Câu hỏi này là không đúng. À, cái đáp án này là không đúng à, người ta phải nói rằng là amino acid là chất hữu cơ tạp chức bởi vì nó có nhiều loại nhóm chức khác nhau phân biệt đa chức nhé đa chức là chỉ được có một loại nhóm chức thôi nhưng mà số lượng của chúng thì lại là nhiều được chưa hay chính xác là có nhiều loại nhóm chức à nhiều cái nhóm chức cùng loại vậy với câu hỏi số 11 các bạn chỉ có một nhận định duy nhất đúng là nhận định số 4 đáp án a cẩn thận tàu hỏa những ma nhá cẩn thận đọc cố gắng là đọc cẩn thận và nhớ lại lý thuyết thì chúng ta mới đúng là những câu hỏi như thế này. Là câu hỏi số 12, bỏ qua những câu hỏi đếm chất, khởi động lại có thể là reset lại đầu, làm những câu hỏi nhẹ nhàng. Câu hỏi số 2, chất nào sau đây không có tính lưỡng tính. Thực ra gọi là nhẹ nhàng thôi nhưng mà đã bán được câu hỏi thầy đã cố tình lại cho khó rồi. Ở đây các bạn có CRW3, năm nay có thể không thi Chrome cho đổi về ALW3 thì cũng thế không? Có tính lưỡng tính, hóa trị 3 của nhôm là có đấy. Ở đáp án B trông có vẻ là chẳng lưỡng tính muối thì lưỡng tính kiểu gì? Cứ để đấy lại nhá đừng khoanh luôn đọc tiếp hai đáp án còn lại c nahco 3 thì rõ ràng cái này lượng tính gặp nhiều quá rồi muối hco 3 trừ có tính lượng tính cuối cùng là d cro 3 cro 3 ở đây thì có để đổi thành fe 2 o 3 cũng được nhưng mà để cro o 3 để cho các bạn nhớ lý thuyết chrome 6 oxit đây là một oxit axit không phải lượng tính thế thì bây giờ chúng ta chọn b d bây giờ hay đáp án thầy lại lừa các bạn hai đáp án này, có phải hai đáp án đúng không ở câu hỏi số 12 thì lại nói là thầy không được các bạn đâu Câu hỏi này thì thầy đã để đáp án chuẩn đấy. Đáp án chính xác thì chọn đáp án D. Đáp án B là đây là một chất lượng tính. Nhưng mà nhìn vào đâu mình biết lượng tính bây giờ? Thì các bạn phải hiểu bản chất của lượng tính. Câu hỏi này đưa ra là đỏ các bạn phải nhớ được thế nào là một chất lượng tính. Theo Bronsted hoặc là thì một chất lưỡng tính là một chất mà vừa có khả năng nhận proton mất cộng và vừa có khả năng nhường, proton mất cộng. Hay là chiếc khác là cái chất này này. Điện ly cho các bạn CH3COO- và ion NH4+, Ion NH4 cộng thì rõ ràng có thể nhường proton H cộng rồi Còn thằng này có thể nhận proton H cộng vào Vậy đây là một chất lưỡng tính Vậy câu hỏi số 12 để chọn đáp án D Đó, đừng nghĩ cái mối này nhìn lạ Nhưng mà nó lại là lưỡng tính đấy Được chưa? Đấy là câu hỏi số 12 Không phải đếm chất đâu, chỉ là chọn chất bình thường thôi Tiếp tục câu hỏi số 13 Câu hỏi thì dễ thật, không lừa liếc gì hết Kim loại có nhiệt độ đốm chảy Thấp nhất là thì các bạn thấy là nhiệt độ nóng chảy thấp nhất thì kim loại đấy là ở điều kiện thường và chất lỏng. Thường được ứng dụng trong nhiệt kế cái tên gọi thường gặp đó là thủy ngân, ký hiệu là HG. Chúng ta chọn đáp án C. Câu hỏi 14 cũng dễ, kim loại phản ứng với nitơ ở điều kiện thường là Thủy ngân là kim loại duy nhất phản ứng với lưu huỳnh điều kiện thường. Để nó phản ứng với nitơ điều kiện thường thì các bạn sẽ có một kim loại duy nhất, đó là ti học chương trình lớp 11. Tạo thành Li3N giống như natri thôi. Đáp án D. 15 Kim loại được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là Thầy sẽ ôn lại các bạn nhiệt luyện bằng một câu thôi Nhiệt luyện là cái phương pháp điều chế kim loại Bằng phản ứng gì? Bằng phản ứng khử oxy kim loại ở nhiệt độ cao Nhưng tuy nhiên nhiệt luyện lại không thể điều chế được tất cả 100% kim loại Chúng chỉ điều chế được những kim loại tứ kẽm trở về sau Vậy với câu hỏi này các bạn nhìn đi sẽ có một kim loại duy nhất điều chế bằng nhiệt luyện được Đó chính là sắt Chúng ta hay luyện kim sắt đấy Chúng ta khử các oxy sắt bằng CO Thường khử bằng CO Chúng ta không khử bằng hero trên lý thuyết là khử được nhưng mà hero rất dễ gây nổ do đó họ không khử bằng hero vậy có thể chọn đáp án D dễ 16 kim loại không bị thụ động hóa trong dịch HNO3 là nguội lại các bạn có ba kim loại bị thụ động hóa đó là gì nhôm đó là sắt và đó là chrome vậy ba kim loại đó đều xuất hiện ở đây chỉ có đồng là không bị thôi vậy chọn đáp án C câu hỏi mức độ nhận biết thầy sẽ cho các bạn là nhận biết này thông hiểu này vận dụng sao lại quay lại nhận biết để cho các bạn có cái câu dễ và câu khó đang xen nhau chứ làm khó nhiều quá các bạn hơi nản. Câu hỏi số 17 nào có hỏi để đòi hỏi tư duy một chút này. Cho hỗn hợp X gồm có sắt và nhôm và dung dịch chứa hỗn hợp bạc ni chát và đồng hai ni chát. Sau phản ứng thì thu được chất rắn Y gồm hai kim loại nhận định nào sau đây là không chính xác. Cho các bạn 30 giây. Thầy uống nước phát. Các bạn có 30 giây xử lý câu hỏi này. Nào, câu hỏi số 17 Theo các bạn, nhận định nào là chính xác bây giờ? Thế thì muốn làm được câu hỏi này, các bạn phải tư duy và biện luận Ở đây xuất hiện hai kim loại Vậy hai kim loại đó là gì? Với bài tập cho kim loại tác dụng với muối Khi mình chọn kim loại, mình luôn luôn chọn kim loại từ yếu đến mạnh Vậy yếu nhất ở đây chúng ta có AG Vậy kim loại AG phải là kim loại sinh ra đầu tiên Bởi vì cái muối AGNO3 phải đến đầu tiên Kim loại thứ hai sinh ra là CU đó chỉ có hai kim loại đấy thôi vậy biện luận được điều gì ở đây chúng ta nói là sắt hết Đúng, sắt phải hết. Bởi vì các bạn nhìn sau nếu không thấy kim loại sắt đâu cả, chắc chắn sắt phải hết. Đúng. Nhôm hết, đúng luôn. Bởi vì sau đứng làm gì có nhôm, chỉ có bạc và đồng làm gì có hai kim loại này. Vậy AB đúng. Bây giờ còn C và D sai thôi. C. AgNO3 phải phản ứng hết. Nhận định này các bạn đúng hay sai? AgNO3 phản ứng hết. Thế thì các bạn thấy cái quy tắc là gì? Cái muối của kim loại yếu hơn sẽ phản ứng trước. Vậy thì AgNO3 sẽ phản ứng trước. Đến khi nào AgNO3 phản ứng hết xong hết rồi thì mới tiếp tục để muối đồng phản ứng. Và đây các bạn thấy đã, đã sinh ra kim loại đồng chứng tỏ muối đồng đã phản ứng. Muối đồng đã phản ứng chứng tỏ là muối bạc phải phản ứng hết rồi. Vậy C cũng đúng vậy chỉ còn D sai thôi. Chúng ta không đủ dữ kiện để kết luận là đồng nitrat có phản ứng hết hay không. Đồng nitrat đây hoàn toàn có thể còn dư. Thầy gọi tên chính xác là đồng hai nitrat các bạn nhá. Thì cái đồng hai nitrat đấy hoàn toàn có thể dư và cũng có thể hết. Đấy là phụ thuộc vào đầu bài. Chúng ta không thể biện luận được với câu hỏi này. Vậy câu hỏi số 17 thì chọn là bàn D. Câu hỏi này đỏ biện luận một chút Tiếp tục câu hỏi số 18 Nào lại quay về đếm chất tiếp Không phải chúng ta có tổng cộng 25 câu hỏi Câu hỏi số 18 Qua đoạn dễ rồi Chúng ta gọi là thở lại một chút rồi Thì bây giờ đến một số đoạn lại hơi cấn cấn một chút Câu hỏi số 18 Thầy lại hỏi rằng là cho một số các nhận định sau Số nhận định chính xác là Đọc có thầy từng nhận định nhá A. À, các kim loại kiềm đều có chung kiểu mạng tinh thể cái này là đúng bởi vì các kim loại kiềm đều có một kiểu mạng tinh thể thôi đó là lập phương tâm khối do đó nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi các kim loại kiềm tương đối thấp nhiệt độ nhận định số 1 chính xác nhận định số 2 trong công nghiệp để điều chế niter ta thường sử dụng phương pháp chân cất phân đoạn không khí cái này là chính xác cái nguồn nguyên liệu điều chế niter chính là từ không khí còn trong phòng thí nghiệm chúng ta mới nhiệt phân cái muối amoni nitrit thì nói cái đấy rồi nhận định số 2 đúng nhận định số 3 cs hay còn gọi là kim loại cc được ứng dụng trong tế bào quang điện hiện tượng con điện trong các bạn học rồi đúng không hc trên lambda đấy đúng chính xác ở trong môn vật lý nhận định thứ tư khi nhiệt kế bị vỡ ta có thể xử lý bằng bột phốt pho cái này là không đúng nhá không thể thầy dạy các bạn rồi đó là bột lưu huỳnh không ai xử lý bột phốt pho cả vì phốt pho chẳng phản ứng được với cả thủy ngân ở điều kiện thường đâu tiếp tục số 5 phân lân là phân bón trong phân bón hóa học có chứa nguyên tố lưu huỳnh là không đúng phân lân phải chứa phốt pho hai câu này ngược nhau và cuối cùng dung dịch nước da ven là hỗn hợp NaCl và NaClO3 Không đúng các bạn nhé Phải là NaCl và NaClO Còn NaClO3, Natricorat không được gọi, không được gọi là thành phần của nước ra ven đâu Vậy câu hỏi này có 4 nhận định đúng thôi, 1, 2, 3, 4, đáp án D Thầy không lừa các bạn đâu nhé, nhiều bạn đọc đến đến 4 nhận định và là ừ, đúng hết rồi Thế bây giờ chẳng nhẽ thầy lại, à đâu, từ từ ba nhận định cuối là sai chứ thầy nhầm nhé 1, 2, 3 là đúng thôi 4, 5, 6 là sai, vậy đáp án C Đáp án C, đáp án C. đúng chưa? Câu hỏi này thầy nghĩ rằng không khó Vấn đề là các bạn có nhớ hết cái mảng lý thuyết không thôi Bởi vì câu hỏi này thầy cho từ kim loại kiềm này Sau đó đến nitơ này Sau đó đến kim loại kiềm này Sau đó đến phốt pho này, thủy ngân này Sau đó thể đến cả calogen Tức là rất nhiều kiến thức trong một câu hỏi Tổng hợp vô cơ mà Nên các bạn phải nhớ mới làm được những câu hỏi này Tiếp tục câu hỏi số 19 lại đếm tiếp Số thí nghiệm xảy ra phản ứng mà thu được chất khí là Hôm trước mình đã bị lừa một chút rồi Xem này có bị lừa không nhá Đáp án A, thêm từ từ tới dư dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl Thì nói luôn, thí nghiệm này có khí Bởi vì thêm từ từ Na2CO3 vào HCl Thì các bạn thấy là ban đầu dung dịch HCl chúng ta đang có rất nhiều H cộng Vậy kiểu gì cũng ra khí CO2 ngay Có Còn nếu ngược lại cho từ từ HCl vào lượng dư Na2CO3 Thì lại không có khí Cẩn thận câu hỏi, câu từ Ý số 2 Các bạn bảo là cho hai là cái muối axit để tác dụng với nhau làm sao ra được Thì nhớ đã thầy nói rồi. Tất cả những muối NaHSO4 đều có tính chất y hệt như H2SO4. Bởi vì cái muối này dễ dàng điện ly ra được cái H+ còn lại kia. Vậy thì ở đây sẽ có khí CO2 tiếp. Còn có kết tủa BaNO4 là kệ nó, đâu phải có khí cơ mà, có khí CO2. Được. Thêm vụn đồng vào hỗn hợp NaNO3 và HCl kiến thức của lớp 11, có khí không các bạn? Nếu cho đồng vào NaNO3 không phản ứng. Nếu cho đồng vào HCl cũng không phản ứng. Nhưng ba điều đấy cho chung lại với nhau thì lại có phản ứng. Giống như bạn A ngồi cạnh bạn B thì không nói chuyện, A ngồi cạnh C cũng chẳng nói chuyện. Nhưng cho A, bay C ngồi cạnh nhau thành một cái chợ ngay Vậy thì phản ứng xảy ra đây là gì? Cu cộng HCl cho các bạn ion H cộng NaNO3 cho các bạn ion NO3 trừ. Vậy thì tăng này không có gì HNO3 cả. Vậy sản phẩm mà các bạn thu được Cu2 cộng cộng NO và cộng với nước. Có khí. Vậy ba thí nghiệm có khí rồi. Thí nghiệm thứ tư cho vài giọt Na 2 CO3 vào FeCl3. Nhiều bạn bảo là có kết tủa thôi, làm gì có khí. Lần trước thầy có nói các bạn chú ý cái đấy rồi. Muối carbonat của kim loại hóa trị 3 là không bền, bị thủy phân trong nước. Vậy sản phẩm ở đây không có cái Fe2 CO3 3 lần đâu các bạn nhé Bị chuyển hóa thành FeOH3. Đồng thời giải phóng khí CO2, vậy có khí. 4 thí nghiệm có khí rồi, không lẽ 5 thí nghiệm đều có khí. Cho NH4Cl vào NaNO3 Na, Na, Na Các bạn bảo là trao đổi sinh ra NH4, Al, AlO2 và NaCl thì lấy đâu có khí Nhưng đây là thí nghiệm thủy lửa các bạn đấy Chắc là chắc là sai hết, lại toàn tiếp Ở đây NH4Cl có môi trường axit Còn NaAlO2 Na, 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 Na có môi trường bao giờ Phản ứng này sản phẩm thu được là gì? Có khí đấy các bạn Ở đây chúng ta thu được là NaCl này Cộng với cả AlOH3 và đồng thời các bạn giải phóng ra NH3. Có khí đấy. Vậy bây nói theo thuyết Bronsted NH4+ ion NH4+ dễ dàng điện ly ra H+. Nếu nói theo Bronsted ion AlO2- trừ dễ dàng nhận proton H+ vào để tạo thành AlO3. Vậy thì rõ ràng một thằng cần, một thằng thừa. Vậy thì hai thằng sẽ kết hợp với nhau, phản ứng axit bazơ xảy ra. Vậy có khí NH3 xuất hiện. Đây là một thí nghiệm thể lừa các bạn. Thí nghiệm này học từ lớp 11 nếu bạn nào học về thuyết Brom State, chương trình nâng cao, chắc chắn các bạn sẽ biết quy trình này. Vậy với câu hỏi số 19, đáp án D là đáp án chính xác. Thầy nghĩ rằng nhiều bạn sẽ chọn đáp án C đấy. Thì 80% chọn đáp án C cơ. Đấy là câu hỏi số 19 nhá, bị lừa rồi. Mà nếu bị lừa thì nói rồi, lừa chẳng sao cả. Hôm nay mình sai thì mai mình đúng không vấn đề gì. Nhưng quan trọng các bạn phải nhớ được những phương trình nào hôm nay mình sai để mai không bao giờ tôi bị nhầm lại, bị lừa lại phương trình đấy nữa. Tiếp tục câu hỏi số 20, lại đếm chất. Vậy câu hỏi 20 các bạn làm trước đi. Sau đó thầy sẽ chữa trong lúc thầy đợi bảng khô Cho các thí nghiệm sau Thầy cho 6 thí nghiệm Lại là một kiểu câu hỏi hay hỏi Đó là khi các phản ứng xảy ra Thì có bao nhiêu thí nghiệm thu được đơn chất Có khí này Đơn chất này oxy hóa khử này Tạo kết tủa này Đấy là những cái kiểu câu hỏi mà trong vô cơ Người ta rất hay hỏi các bạn Vậy chọn cho thầy đi Vậy trong câu hỏi này có tổng cộng bao nhiêu thí nghiệm Mà các bạn sẽ thu được đơn chất ở đây Nào có 6 thí nghiệm tất cả cho thầy đáp án trước đi Trong lúc thầy thể đợi bảng khô Chắc chắn là lừa thôi, kiểu gì chả lừa Nhìn thấy thầy là thấy lừa rồi đúng không? Ý số 1 Thêm magie và dung dịch Chứa lượng dư fecl 3 thí nghiệm này nhất thì nhớ thì lừa các bạn rồi thí nghiệm này không thu được kết tủa đâu À không thu được đơn chất đâu Nhiều bạn bảo rằng là Cho magie vào thì đẩy từ sắt 3 về sắt 2 Sau đó đẩy tiếp sắt 2 về sắt 0 Vậy Rõ ràng có đơn chất sắt mà thầy nhưng để ý lượng dư FeCl3 Vậy phản ứng là chỉ dừng ở nước số 1 Mới đẩy được về sắt 2 thôi Mà đã hết ma dê rồi Thì lấy gì mà ra đẩy tiếp ra sắt đơn chất Đúng không? Đây này Tiếp tục phải dư ma dê cơ Chứ FeCl3 dư không có không có đâu Thí nghiệm 1 không có Thí nghiệm 2 có đấy Cái thí nghiệm này thì quá dễ rồi AgNO3 tác dụng FeNO3 hai lần bạc cộng có tính oxy hóa đẩy sắt lên sắt 3 này và giải phóng ra đơn chất hay còn gọi là kim loại Ag có thí nghiệm 3 thêm Si silic và nào ha? sản phẩm thu được là na 2 so 3 và cộng với khí hydro thoát ra có được thí nghiệm thứ tư thêm từ từ tới dư dung dịch HCl và dung dịch K2CO3 có khí xuất hiện nhưng làm gì có đơn chất Móc đầu bài hỏi đơn chất cơ đừng nhầm khí chứ thí nghiệm này không được không thỏa mãn không có đơn chất thí nghiệm tiếp theo trộn hỗn hợp NaNO3 và HCl rồi đun nóng thí nghiệm mình lừa các bạn đấy bởi vì sao đầu tiên hai là ngày trao đổi với nhau để tạo thành NaCl và NH4NO2 thì cái NH4NO2 đấy sẽ bị nhiệt phân tạo thành N2 và nước cách điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm có khí tích vào đây và cuối cùng nhiệt phân cuno nấu hai lần lần trước thầy có nói rồi nhiệt phân toàn bộ muối nitrat đều có khí đơn chất đều có đơn chất nhé đó chính là đơn chất oxy đúng không kiểu gì sẽ có đơn chất vậy với câu hỏi này các bạn sẽ có một thí nghiệm đúng hai thí nghiệm đúng 3 thí nghiệm bốn bốn thí nghiệm đáp án c thì nghĩ câu hỏi này ít lừa hơn ít lừa hơn một chút thôi, câu hỏi trên hy vọng đúng nhá câu hỏi số 20 câu hỏi số 21 lại đếm chất bội thực đếm chất mất nào câu hỏi này như vậy thầy nói rơi vào kiểu tiếp theo thầy hỏi rằng là có bao nhiêu thí nghiệm thu được chất rắn nào thí nghiệm số 1 dẫn từ từ H2S dư vào dung dịch FeCl2 có chất rắn không các bạn trả lời cùng thầy từng thí nghiệm một nhá một có chất rắn hay không nhiều bạn bảo là xuất hiện FeS kết tủa đúng FeS kết tủa nhưng cái từ kết tủa đấy phải nhớ là nó kết tủa trong nước nhưng tan trong axit vậy ở đây sinh ra môi trường HCl thì có H2S có dư đến mấy cũng không phản ứng được thí nghiệm số 1 không có kết tủa nếu đây là Cu thì được bởi vì muối sunfua có ba trường hợp kết tủa từ bốn cái loại đầu dãy là tan trong nước và tan trong cả axit sau đó các kim loại trước chỉ thì là những kim loại à, những cái muối mà kết tổ trong nước tan trong axit và những kim loại nặng từ chì trở về sau chì đồng bạc các thứ á thì kết tổ trong cả axit và cả nước luôn vậy câu hỏi số 1 à nhận định số 1 sai tiếp tục thêm vài giọt KI và dung dịch FeCl3 nhiều bạn bảo là trao đổi làm gì có chất rắn nhưng thầy nói là lại có câu hỏi này lại lừa các bạn tiếp Sản phẩm ở đây thu được là FeCl2 Bởi vì oxy hóa khử mà Iốt từ trừ 1 Fe dương 3 Một thằng tăng một thằng giảm FeCl2 Cộng I2 cộng nước À cộng KCl Và Iốt kết tủa Có Được đấy Tiếp tục dẫn CO2 từ từ tới dư Với dung dịch NaLO2 có chứ Có này dễ thu được AlOH3 kết tủa dẫn từ từ NH3 tới dư vào dung dịch Cu 3 hai lần nhiều bạn nghĩ rằng à NH3 ngày xưa thầy cô dạy là có tính bazơ giờ yếu. vậy thì bazơ giờ tác dụng với muối thu được Cu2 kết tủa. ở ờ, nhưng mà Cu2 không kết tủa được ở đây này. Bởi vì NH3 còn có tính tạo phức nữa. Thế nên đấy kết tủa xanh xuất hiện, sau đó dư NH3 kết tủa lại tan. NH3 có khả năng tạo phức, đọc lại sách giáo khoa thầy đi, tạo phức với những cái gì nhá? Ý số 5, đun nóng dung dịch nước cứng tạm thời rõ ràng có kết tủa đó là CaCO3 hoặc là MgCO3. Vậy tóm lại câu hỏi này có 1 2 3 thí nghiệm, chỉ có thí nghiệm số 1 và 4 là không có kết tủa thôi. Vậy thầy khoanh đáp án C. Lại là đếm chất. Thầy nghĩ rằng vẫn số lượng đúng vẫn có nhiều hơn những câu hỏi trên đấy. Được chưa? Đấy là câu hỏi số 21. Các bạn nhớ ghi lại cho thầy những thí nghiệm mà chúng ta chưa nhớ hoặc là những cái thí nghiệm mà chúng ta thấy dễ bị nhầm quá chúng ta hay bị lửa thì ghi lại những thi mà đấy vào quyển sổ tay ai cũng phải có một quyển sổ tay như vậy thì các bạn mới làm được lý thuyết chắc chắn nào qua những phần khó lại đến những câu hỏi dễ hơn thở một chút nào câu hỏi hai khí nào sau đây có thể làm khô bằng cao thì các bạn thấy là đặc trưng của việc làm khô là gì làm khô tức là cái khí đến hơi ẩm bởi vì trong quá trình điều chế nó lẫn hơi nước vậy dẫn qua một số chất có khả năng hút nước thì có thể làm khô nhưng phải một điều lưu ý nữa là những chất đấy không được phản ứng với cao nếu mà phản ứng thì đâu còn cái khí đấy nữa đâu Thế nên ở đây làm khô được thì nhớ không xảy ra phản ứng và chúng ta chỉ có khí oxy thôi Dễ quá Bởi vì đây là oxy bazơ ba là ngày là oxy acid Vậy câu 22 để chọn C Ờ, à, đây là D nhé C nhé, sửa lại thành C Câu hỏi 23 à, Thầy lại cho một câu hỏi rằng là cho các chất sau Có số chất có tính lưỡng tính là Câu hỏi này các bạn có bị lừa không? Theo bạn bao nhiêu chất? Ở đây có một chất nhìn qua thì tưởng lưỡng tính nhưng mà lại chẳng lưỡng tính tí nào câu cái ý đấy thì đã hướng dẫn các bạn rất nhiều rồi chú ý các bạn nhiều lắm rồi đó chính là nhôm nhôm vừa tác dụng với NaOH nhá mà vừa tác dụng với HCl tức là vừa tác dụng với axit và vừa tác dụng với dung dịch bazơ nhưng nó lại không phải lượng tính nhớ thầy như vậy không một kim loại lượng tính ở đây các bạn có ba chất lượng tính gồm có nhôm oxit này uh, chromium ba hydroxit này và NaHCO ba một hai ba và b không một được nhôm nhá, đừng ai chọn c là 4 câu hỏi số năm vẫn là các chất đấy nhưng lại thầy lại hỏi một câu hỏi khác thế để các bạn câu 24 và câu 23 cạnh nhau để các bạn thấy rằng hai cách hỏi gần giống nhau nhưng đáp án lại khác nhau hoàn toàn câu hỏi này thầy lại khoanh đáp án c bởi vì thầy không hỏi là lưỡng tính mà thầy lại hỏi là có những chất nào vừa tác dụng với nào hát được mà vừa tác dụng với du dịch hcl được vậy thì rõ ràng ở đây có một hai ba bốn đúng chưa tác dụng trực tiếp ấy nhá ý thể là như vậy tác dụng với dung dịch đã vậy thì ở đây câu hỏi này chúng ta sẽ chọn đáp án là c đấy là câu hỏi hai và câu hỏi khó nhất hôm nay câu hỏi cuối cùng câu hỏi về tiến hành thí nghiệm. Hôm nay thầy chọn các bạn một thí nghiệm đó là thí nghiệm tráng gương. Các bạn có một phút để xử lý câu hỏi này. Đây là câu hỏi nằm mức độ chín rưỡi và chín phẩy nằm trong phần lý thuyết của các bạn. Hai câu hỏi khó nhất là về bài tập chúng ta không nói nhé. Thì hai câu hỏi này là mức độ chín phẩy và chín rưỡi cho các bạn đấy. Một câu hỏi về xác định công thức và một câu hỏi về kiểu như trên bảng thí nghiệm. Các bạn làm thử cho thầy xem. Thầy chọn hôm nay thí nghiệm cho các bạn bởi vì các bạn đọc các đề thi thử các bạn thấy hầu như chúng ta toàn làm thí nghiệm về thủy phân, chất béo hoặc là thí nghiệm về xà phòng hóa hoặc là thí nghiệm este hóa. Nhưng các thí nghiệm khác các bạn chẳng làm bao giờ cả. Thì thầy đưa cho các bạn mỗi một đề lý thuyết, một những cái thí nghiệm khác nhau. Có thí nghiệm của lớp 11, có thí nghiệm của lớp 12. Ví dụ như câu hỏi này. Tiến hành thí nghiệm trắng gương theo các bước sau: 1 2 3 4. Và thầy hỏi rằng là cho các nhận định ở dưới có bao nhiêu nhận định đúng? Các bạn nhớ chọn này những nhận định nào nhé, chứ không phải chỉ khoanh đáp án. Ở đây thì có bước 1 là thêm 1 ml bạc nitrat vào ống nghiệm này. Bước 2 là thêm từ từ tới hết 3 ml dung dịch NH3 vào ống nghiệm. Bước 3 thì thêm tiếp 5 ml dung dịch glucose vào ống nghiệm. Bước thứ tư thì đun nóng vào khoảng 60 đến 70 độ C khoảng 5 đến 10 phút để yên và quan sát. Ừ vậy thì các bạn sẽ thấy nhận định A này. Ở bước thứ 2 xuất hiện kết tủa rồi tan. Nhận định này là chính xác đấy các bạn nhé. Bởi vì thầy mới nói rồi, NH3 đầu tiên tạo được kết tủa với bạc ở đây là AG2O Sau đó AG2O lại tạo phức được với NH3 Vậy hiện tượng là kết tùa rồi ta Làm thí nghiệm thật các bạn sẽ thấy Đúng Nhận định thứ hai ở Sau bước 3 lớp kim loại màu bạc bám vào ống nghiệm Nhận định này là không đúng Vì sao? Phản ứng trắng bạc không phải là cứ cho hóa chất vào là phản ứng Mà đòi hỏi phải đun nóng Phải đun nóng lên thì các bạn mới xuất hiện được chất rắn Vậy nhận định đấy là sai Phải sau bước 4 nhé ở bước C này ở bước 3 có thể thay dung dịch glucose bằng sắc cao dơ nhận định này là không đúng bởi vì glucose mới trắng bạc thì làm sao sắc cao dơ trắng bạc được đúng không vậy nhận định này cũng sai và nhận định cuối cùng có thể ngâm ống nghiệm vào một cốc nước sôi một cách thủy thay vì đun nóng chính xác đấy các bạn đôi khi chúng ta không dùng bằng cách đun nóng bởi vì chúng ta chỉ duy trì nhiệt độ từ 60 đến 70 độ C thôi đừng đun sôi bởi vì đun sôi các bạn đôi khi không tạo được cái lớp cái tổ màu bạc đâu và xuất hiện cái tổ màu đen cơ bởi vì nó là bạc vô định hình màu đen Nó khác so với cái lớp kim loại màu bạc Vậy các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ chỉ có là Một nhận định chính xác Đó là nhận định số 1 thôi Gần ba nhận định ở dưới đều sai hết Cái này sai là vì không có lớp kim loại Chưa phải ra phản ứng Cái này sai ở chỗ là cái sắc cao dơ không trắng bạc À quên mất ý cuối cùng đúng chứ Nhận định cuối cùng đúng Vậy có hạ A và D đúng thôi Vậy câu hỏi này thì chọn đáp án B được chưa? Thì nghĩ rằng với câu hỏi này cũng là một trong những câu hỏi rất dễ nhầm các bạn, vẫn lừa các bạn. Nhất là những câu hỏi là đếm, cứ đếm thì nghĩ là các bạn dễ nhầm rồi. Vậy các bạn thử tự đếm lại này xem này đúng được bao nhiêu câu. Liệu đúng nhiều hơn hôm trước chưa? Thầy nghĩ là đúng hơn nhiều đấy bởi vì hôm nay thầy không cho quá nhiều câu đếm chất. Chỉ có một vài câu, tức là khoảng 8 đến 10 câu đếm chất gì đó. Vậy các bạn nhớ nhá, sau mỗi buổi học như thế này chúng ta phải vỡ ra những cái mảng kiến thức mà chúng ta chưa thạo. Những cái phản ứng hóa học mà chúng ta chưa nhớ thì các bạn phải ghi lại, lưu lại để buổi sau chúng ta có gặp lại phản ứng đó hoặc gặp một cái đề thi thử nào đó các bạn có thì các bạn cũng có thể à câu hỏi này lần trước mình bị lừa rồi hôm nay mình sẽ không thể bị lừa nữa đấy là một cái nguyên tâm lý một cái tư duy mà các bạn khi làm để tránh sai sót và có thể đạt được điểm cao nhất vậy cái buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc với 25 câu hỏi lý thuyết những bạn nào vào sau có thể download tờ bài tập trước làm thử một lượt đi sau đó ghi lại kết quả sau đó bắt đầu mới xem cái buổi live này mới xem lại nhé mới xem lại để xem chúng ta đúng được bao nhiêu câu hãy biến một buổi live này một buổi học online một buổi thi online để chúng ta thử xem chúng ta đúng được bao nhiêu câu được chưa? Hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ ba tuần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục chữa đề lý thuyết số 3 và các bạn sẽ xem xem mình đúng được bao nhiêu câu. Xin chào và gặp lại các bạn.